Đây là tiền 1.000 với cả 2.000. Nói thế thôi, ok. Thì hôm nay mình sẽ... Ý, súng bé thế, ăn tí nữa. Rồi, ngon. Bao hủ tiếu lại còn 4 ổ ấy rồi. Còn chưa lắm mồi đi hỏi được cái nào chưa, đùa anh hãm thế gì. Em này món với em lên em đốt phòng bảo vệ nha anh ấy, đừng có đùa. Ổ nha. Ném trong phao tí được em ơi. Rồi ok, phải là cứ thế đấy, cứ thế phải. Con này, nấu canh chua thôi. Con này thì... Đóng gớm không? Anh em giơ tay lên nào. Bởi vì vừa dính con chấm trắng nổ trục rồi còn đâu.